Hôm nay tỉnh Đồng Nai ghi nhận ca tử vong thứ 10 do mắc sốt xuất huyết, tăng 9 ca so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt bệnh gây tử vong ở nhiều lứa tuổi, có cả thanh thiếu niên khỏe mạnh không mắc bệnh nền. Mới đây nhất là nữ bệnh nhân NTT, 18 tuổi, ngụ phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tử vong do mắc sốt xuất huyết sau thời gian nhập viện điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân bệnh nhân tử vong là do sốt xuất huyết nặng. Đáng nói tiền sử dịch tễ của bệnh nhân khỏe mạnh. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 10.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 140% so với cùng kỳ năm 2021, phát hiện tổng cộng hơn 1.400 ổ dịch. Tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, cả ba khoa, cấp cứu, bệnh nhiệt đới và hồi sức tích cực, chống độc đều đang trong tình trạng quá tải. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hàng chục bệnh nhi mắc sốt xuất huyết mới, trong đó có nhiều ca nặng, bị sốt xuất huyết, phải thở máy, lọc máu. Để tăng cường hỗ trợ điều trị cho bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, bệnh viện phải quy động lực lượng y bác sĩ từ nhiều khoa phòng khác. Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết, ngành y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch và điều trị, tăng cường tuyên truyền trong người dân về phòng chống sốt xuất huyết.